Chế độ Việt Cộng họ thù hận dân tộc Việt Nam gần 47 năm qua, chế độ Việt Cộng luôn luôn họ ra giã rằng thế lực thù địch đang đánh phá đất nước ta mà chẳng dám nói đó là thế lực nào, Anh, Mỹ, Pháp hay Campuchia, Lào, Thái Lan. Cá nhân tôi tới giờ này vẫn còn chưa từng biết đó là thế lực nào. Tôi chỉ nhìn thấy toàn dân tộc tôi đang bị kết tội một cách vô cùng man rợ với ba điều luật mơ hồ. Độc ác như điều 331 Bộ luật hình sự, lợi dụng quyền tự do dân chủ, Bộ luật hình sự, điều 117 Bộ luật hình sự, tuyên truyền chống phá xã hội chủ nghĩa, 109 Bộ luật hình sự, lật đổ chính quyền nhân dân. Coi như toàn dân ta mất đi quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, truyền thanh, truyền hình, quyền được sinh hoạt chính trị tự do như biểu tình, lập hội, lập đảng dựa theo điều 25 Hiến pháp. Quyền ứng cử và bầu cử để chọn ra người đại diện của mình cũng bị tước đoạt một cách trắng trợn nếu không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn biết một cuộc bầu cử trong sạch bắt buộc phải có tranh luận, phải có vận động tranh cử. Nếu thiếu sự tranh luận giữa những ứng viên chỉ là loại bầu cử bịp bợm. Tam quyền, lập pháp, hành pháp, tư pháp phải độc lập với nhau chứ không phải bị chỉ đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nhận xét chế độ VC đang đi ngược lại nền tảng tự do và dân chủ, đang được xem là trào lưu tiến bộ của đa số quốc gia trên thế giới. Nói đúng hơn, chế độ VC là một chế độ phản quốc, nó luôn đè bẹp niềm mơ ước tự do và dân chủ của toàn dân, nên đã xem toàn dân như kẻ thù, như một thế lực thù địch mà nó cần phải tiêu diệt để giữ mãi quyền độc tài độc tôn về chính trị. Chế độ Việt Cộng, không phải nó không biết Việt Nam Cộng Hòa rất giàu có là nhờ vào nền tảng tự do và dân chủ. Người dân miền Nam đang sống sung túc và hạnh phúc, đâu ai nhờ nó phải giải phóng để trở thành nghèo đói. Sau khi nó áp dụng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trên 10 năm, xem toàn dân như những con vật để thử nghiệm. Đến lúc toàn dân đói giả họng, nó mới chịu đổi cũ theo nền kinh tế tư bản của Việt Nam Cộng Hòa. Mà nó gọi khác gì là nền kinh tế thị trường, rồi thòng cái đuôi khỉ định hướng xã hội chủ nghĩa cho đỡ xấu hổ. Nói chính xác, từ tháng 4 năm 1975 đến nay, chế độ Việt Cộng đang chống lại dân tộc Việt Nam. Xem toàn dân như kẻ thù, thế lực thù địch mà chúng không dám nói thẳng. Khi nó chiến thắng, nó đã xem toàn dân Việt Nam Cộng Hòa là thế lực thù địch. Nó bắt giam toàn bộ quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa lên tới khoảng 1 triệu người trí thức ưu tú, với gần 200.000 người bị chết trong những nhà tù gọi là học tập cải tạo. Sau này, trước áp lực của Hoa Kỳ, chúng bị buộc phải thả để tránh bị Hoa Kỳ cấm vận. Nhưng vẫn còn tàn nhẫn giam giữ thiếu tướng Lê Minh Đảo đến 17 năm trời và người tù thế kỷ đại úy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu gần 38 năm tù. Đời người chỉ sống 60 năm mà lại giam con người ta đến 38 năm. Vậy có phải chế độ Việt Cộng man rợ chống lại chính đồng bào, nhân dân của nó? Đến hôm nay, không phải chỉ công dân của Việt Nam Cộng Hòa mà chế độ Việt Cộng còn chống lại bất cứ ai từ Bắc chí Nam. Muốn đòi tự do và dân chủ, muốn yêu nước đều bị chế độ Việt Cộng coi như thế lực thù địch. Đối với tôi, chúng đang tuyên chiến với toàn dân, xem toàn dân như kẻ thù cần phải bị tiêu diệt. Sự thực, ai cũng thấy rõ, chế độ Việt Cộng mới là thế lực thù địch đang làm chuyện phản quốc chống lại toàn dân Việt Nam. Tôi tin rằng, sẽ có một ngày toàn dân toàn quân thức tỉnh, giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam và thề chế độ Việt Cộng vì tội phản quốc thù hận chính đồng bào của mình. Tội ác họ gây ra họ phải gánh lấy. Đừng đổ thừa cho thế lực Trung Cộng đằng sau lưng của họ.